សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា ឯកបៈគឺបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទ116តែម្ដងគឺគ្មានសម្លេងជំទាស់តរទេសោះចំពោះក្របខណ្ឌច្បាប់ថ្មីគឺពិធីសាស្ដីពីខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះហើយចំពោះឯកដំដែលជាអ្នកជំនាញខាងព្រំដែននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះថាតើមើលឃើញថាមានមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធររបស់ក្រមព្រំពេញនឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះចា៎បាទមូលហេតុដែលសភាឯកបៈដែលកើ
lơ sẽ cái phiên cho bạn nâng làm bay oi từ tua scroll từ lơ ca cho hết lệ kha rồi bảo luôn sen ca bị ngay thì pram khai tổ lá cho năm pi pon đọc làm buồn rồi viên luôn sen nâng là vô làm tây Việt Nam nó bị tây Việt Nam nâng oi khai tổ chia plau ca ca cho lệ kha ca cho hết lệ kha rồi bảo luôn sen nâng là vô làm tây Việt Nam nâng hay ca cho hết lệ kha rồi bảo luôn sen ca pi cho năm pi pon đọc làm buồn khai tổ lá nâng cứ từ tour school cả bắc mông cổ ban pan sập buôn phía rồi chỉ môi năng Việt Nam được chưa đấy mình thấy sập phía ai cả bạn năng kê anh làm năng làm bay ở từ tour school cả bắc mông cổ ban và lòng bắc pan sập buôn phía rồi chỉ môi Việt Nam năng ở khai tổ chia plau ca thêm một đó hay mình to mốc kê năng mình chun tàu ở phía sập phía làm bay ở phía sập phía anh làm mắt hay mình to mốc kê năng mình chun tàu ở Pramaksat làm bay live hoặc tele khá ở ở khai tổ chia bắp thì mà đòn bắp nó cứ từ tour scroll cả bầm một cô của lò mốc ban pet buồn phía rồi nè hay những đang thấy cả bầm một cô của lò mốc ban pet buồn phía rồi nè việc vừa bắt đầy khmer đầu tám prom đèn để cho người ta kê nè vừa ơi cả từ tour scroll đại mấy đồng nom khmer dương nè lục quân xe nè cắt cắt đầy khmer từ ở dưới nè khai tổ chia shop bắp thì mà đòn mà cha bất tai ai nằm chấm buộc cả Europrom chỉ ai cái chăn bỏ nẹt nằm nang đi cái nạn bạc cả nằm nai ní cứ miên cả ăn hai thà sinh đây pin chấm bắp ní miên sự quan trọng na nơi con ông cả đại phu ai prum đại đội viên Campuchia Việt Nam nâng tới chỉ sọp bắp bị prum cả lo mãi nâng miên phep chấm rong chấm ra miên cả bật đèn bật tư khnề khang na mình ban mình đại miên prum đại prum pin khnề tê hai cả bằng cao đại miên cọp bắp khớp khăn bắp chỉ bận to bận to tăng vì cá bao bằng cô prom đai rồi hôm đó vì ní cứ làm bấy ao miên cá ai gặp phìp khnếp prom đai rồi miên bờ tây tiệm pin đường hai hai đôi ban chia cái nắp bạc phần trang nơi tai mình ai từ tour dọc ban hai cả lò máu nó miên cá phần du lịch ra na chỉ bị xe luôn du làm tây hồn sai nó mình dây đo từ pram máu nơi con ông rạp sập phía từ tiết ao làm bấy ao miên cá du đơn thả ta ở vây đai rồi tháp bị bạt phơi ní cứ làm bấy phao phải giao chiết làm bấy phao phải giao bờ tây chiết tiền mua nữa, còn ai miền ca ở tua tây kia tiệt âm bị bay hàm rụng này nữa chả, anh nằm xong chưa? Đã đại lục lên bình long nè nằm phía là sập phía tha Campuchia đại miền rụng đen chỉ mùi Việt Nam còn đại miền rụng đen cho bà lo còn mình miền nè bên trái cái tây rụng đen còn là gì nữa cứ cua trăng sa mình nè bên trái cái tây rụng đen cái lư trong này nắng cứ cái sa chứ nè mà rụng đen Campuchia về miền bọn miền Phnom Penh Campuchia và Việt Nam hay đấy ban chỉ miền Phan Thi bao khnạn môi lời một đôi pon bao bà răng chỉ nuôi một phây bầm môi tiếng đây bà răng thì cứ Phan Thi nâng cầm nát Phnom Penh chỉ môi Việt Nam mà được chưa đấy nhưng mới nè ở phần bắt BMD chỉ biết xài bà răng là BMD rồi bao cầm nát xe nụ cứ ta xe chỉ biết xài bà răng nó chỉ còn bị cắn ngày thì đập của môi khai miệng na Nam Pi Pon Pram lúc miền mình tu lúc con ông bật bật BMD nó lúc thà lúc ba cầm hồng nó thà prom đan Campuchia nó mình cho bà lo hay lúc ba cầm hồng qua đôi này dễ đôi lúc lấy pin lâu nãy prom đan Campuchia nó cho bà lo hay lúc thà ca đây này dễ thà prom đan Campuchia mình cho bà lo nó ấy lúc thà cứ chiếc bịa thà thà phượt ăn thịt khiết được luôn anh mà lúc có thà prom đan Campuchia chỉ môi Việt Nam nó việc bao lo ha, việc cầm nát đòi panty đại bàng cái cua dương tam panty bao cái nát môi lớn một đại pon, cái nát panty môi đại này dễ thay phun đại phun này ở chỗ bao lo nó
ប្រទេសនោះជាប្រទេសស្លាប់ណាលោកមានបន្ទូលវិស្រាមពីប៉ុនប្រាំដូច្នេះព្រំដែនកម្ពុជាគឺច្បាស់លាស់ដោយសារបារាំងគេបានគូផែនទីកំណត់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហ្នឹងមានផែនទីបោនខ្នាត 1,700 គឺក៏យកមរតករបស់យួនគឺសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965សម័យយួនគ្រប់គ្រងហើយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ហ្នឹងធ្វើឡើងក្នុងសម័យដែលវៀតណាមទូត្រាកម្ពុជាហើយសន្ធិសញ្ញានោះគឺជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1961គឺត្រង់មាត្រា 1 ហើយសន្ធិសញ្ញានឹងទៅតាមមាត្រា 55 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ខ្វល់ក៏យកអានឹងមកធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញអាសន្ធិសញ្ញាដែលងាប់ទៅហើយខ្មោចដែលងាប់រួចទៅហើយហ្នឹងហើយមករស់ឡើងវិញតាមសន្ធិសញ្ញា 1965ហើយការបោះមង្គលឆ្នាំ 86 ដល់ 87 ចំនួន 72 បង្គោលហ្នឹងគឺយកតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ 1965សម័យយូទូតាហ្នឹងឯងគឺគាត់អត់បានយកអ្វីដែលជាមរតករបស់បារាំងគឺអត់បានយកតាមបង្គោលដែលបារាំងគេបោះឲ្យយើងចំនួន 126 បង្គោលឆ្នាំ 1965ហើយអត់បានយកអ្វីដែលជាមរតកបារាំងគឺអនុសញ្ញាកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនឆ្នាំ 1683 សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1685គឺអ្វីដែលយួនដែលធ្វើអ្វីដែលយួនធ្វើឲ្យយើងសម័យយួនទូត្រាដើម្បីកាត់ដីខ្មែរយើងទៅឲ្យយួនអ្វីដែលយួនធ្វើថ្មីស្រស់ស្អាតមិនមានទៅតាមមរតករបស់បារាំងទេហើយយ៉ាងដឹងហើយមកតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនឆ្នាំ 1944 60ប្រាំបួនគេតម្រូវឲ្យយកមរតករបស់អាណានិគមហើយអាណានិគមនៅលើពិភពលោកវាមាន ធំធំពីរគឺបារាំងនិងអង់គ្លេសយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមនិយមរបស់បារាំងត្រូវយកមរតករបស់បារាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកសែនក៏យកមរតករបស់យួនហ្នឹងមរតករបស់យួនមិនមានជាមរតកអាណានិគមទេគឺជាមរតកឆ្លៀនពៀនណាដូច្នេះ because នៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិបាទគឺអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនឆ្នាំ 1966 ដូច្នេះហើយបានជាការបោះបង្គោលកន្លងមកហ្នឹង នៅពេលបោះបង្គោលនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្រែកយំបាត់ដីស្រែចម្ការនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចា៎អាយដមយើងនឹងទៅជជែកគ្នាទៀតថាតើក្របខណ្ឌច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលចា៎មុននឹងទៅដល់ចំណុចនេះចា៎នេះខ្ញុំចាប់បានប្រសាសន៍របស់អាយដមបន្តិចត្រង់ចំណុចលើកឡើងថា សភាឯកបកកំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានក្របខណ្ឌច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងគឺទៅជាស្របច្បាប់នៅពេលដែលអាយដាមលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងឆ្នាំ 1985អីជាដើមនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខុសច្បាប់ចំពោះការដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នេះអាយដាមមិនគិតថានេះគឺជាការល្អមួយទេដែលធ្វើឲ្យមានព្រំដែនហើយមានឯកសារអីស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់រវាងភាគីទាំងពីររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះចា៎បើសិនជាយើងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយមានបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងមានឯកសារតាមទៅហ្នឹងជាមួយវៀតណាមហ្នឹងជារឿងល្អហើយបើថានេះយើងយកមកទៅតាមមរតករបស់បារាំងក៏ប៉ុន្តែយើង
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់អត់បានយកតាមមរតករបស់បារាំងទេគឺយកតាមមរតករបស់យួនសម័យយួនឈ្លានពានកម្ពុជាគឺសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985អាហ្នឹងជាបញ្ហាហ្នឹងហ៎បើសិនដូច្នេះបើសិនជាយើងកំណត់ទៅតាមបង្គោលរបស់បារាំងគេបោះចំនួន124បង្គោលហ្នឹងអត់បញ្ហាទេយើងទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងធ្វើហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយឲ្យមានបង្គោលច្បាស់លាស់ឲ្យមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងទៅយកតាមបង្គោលរបស់យួនគេបោះយើងសម័យយួនទូតាកម្ពុជាដែលមានទាហានយួនវត្តមាននៅកម្ពុជាចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់នៅកម្ពុជាហើយសន្ធិសញ្ញានេះវាត្រូវបានលុបចោលដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ទៀតដល់អញ្ចឹងយើងយកអ្វីដែលជាមរតកយួនមកបោះបង្គោលឲ្យមានច្បាស់លាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើបាត់ដីខ្មែរដូច្នេះវាអត់ជារឿងអត់តាមតោទេផ្ទុយទៅវិញមានថាការកំណត់ដែលថាខាងរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់ដីខ្មែរទៅឲ្យយួនទៅវិញទេមិនមានធ្វើច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរការពារទឹកដីខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់នោះទេបាទចាអៃដាមបាទទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ថ្មីនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលជាសភាឯកបកមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាតំណាងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគទៀតនោះតើការអនុម័តច្បាប់បែបនេះអាចចាត់ទុកថាជាការអនុម័តដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីដែរទេហើយតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតើអាចយកជាការបានសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ថ្មីនេះទេនៅពេលដែលមានពេលវេលាណាមួយដែលអាចថាមានការសម្រុះសម្រួលមានការបង្កើតទៅជាការជជែកគ្នាដោយចម្រុះបានន័យថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហ្នឹងតើខាងគណៈបកអាចនឹងទទួលយកបានទេចា៎នៅពេលនោះបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទទួលយកបានទេយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមខលទោសហើយសូមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាឯកបកទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសើរើឡើងវិញរាល់ច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់នេះឯងហើយនឹងសើរើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់និងការបំគោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមកន្លងមកនេះនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងសើរើការបំគោលព្រំដែននិងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់និងច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលអនុម័តដោយសភាឯកបកហើយយើងដឹងហើយរដ្ឋសភាឯកបកនេះកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លះៗដូច្នេះការបោះការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាឯកបកថ្ងៃនេះគឺជាការអនុម័តដោយខុសច្បាប់អានឹងត្រូវបានទុកជាមុខៈនៅពេលខាងមុខនេះដោយសារអីមូលហេតុ2ទី1ដោយសាររដ្ឋសភាឯកបកហ្នឹងកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លះៗនិងបោះឆ្នោតបង្គ្រប់កិច្ចឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះទី2ដោយសាររដ្ឋសភាឯកបកហ្នឹងអនុម័តទៅលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985ដែលត្រូវបានលុបចោលរួចទៅហើយតាមមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវបានលុបចោលរួចទៅហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដូច្នេះការអនុម័តថ្ងៃនេះនឹងត្រូវទុកជាមុខៈបាទចាអៃដាមងាកមកពីផលប៉ះពាល់វិញចាសូមលើកឡើងថាតើនៅពេលដែលបន្តអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលអៃដាមបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការអីទៅទៀតនោះចាហើយនឹងមានដំណោះស្រាយអីយ៉ាងម៉េចចាបាទនៅពេលដែលអនុម័តទទួលស្គាល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះវានឹងធ្វើឲ្យការទទួលស្គាល់ការដែលវៀតណាមរំលោភឈ្លានពានតាមព្រំដែនហ្នឹងទទួលស្គាល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់ដីស្រែចម្ការព្រំដែនដីចម្ការរបស់គាត់ពួកគាត់នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងខ្លាយទៅជាផ្លូវការណាដូច្នេះវាការផលប៉ះពាល់ពីការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងរងគ្រោះបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាផ្លូវការហើយអានឹងផលវិបាករបស់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងហើយវាជាការអនុម័តដើម្បីយល់ព្រមកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យវៀតណាមជាផ្លូវការផងដែរបាទដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺมันបានបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរទេផ្ទុយទៅវិញគឺមេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះគាត់ចង់ឲ្យច្បាប់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាផ្លូវការហ្នឹងទៅជាស្របច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួន
đồng bay song quân yun đại yun ban lực mình tốc mệt động nom sập ngay này tăng phi tu quạt đi ta dương ai đo sai pành hà nâng giảm mạnh cha ai nom ba ba ta dương ai đo sai pành hà nâng giảm mạnh cha sôm chi đồng nó sai cha ba đồng nó sai đồng bay đo sai pành hà prom đại nâng miền tràn chấm nói nhầm sôm chấm riệp chấm nói mà chấm nuốt đồng bay đo sai từ lơ bạn hàng promdai chỉ mới Việt Nam đấy, cứ tìm mũi Campuchia, Trung Tây, Lục Châu, Sơn Thị Sơn Nha, bằng pin một tham, Nam Pipon Pram, Sơn Thị Sơn Nha bằng pin một tham, Nam Pipon đọc bằng bốn, Sơn Thị Sơn Nha Nam bằng pon một trăm bảy mươi Pram, đại Sơn Thị Sơn Nha Nam bằng pon bốn trăm bảy mươi Pram nó cứ chia Sơn Thị Sơn Nha khó chấp bập, Trung Lục Châu Sơn Thị Sơn Nha nó, hay mình to mua, nhưng Trung Đăng từ Talaka dù tôi thua an toàn chết ICJ nội tịch long là E hãy tập đăng tàu cầm bực xa sân sóc ông ca hạ bệnh chi chết đây thì cả chuyên viên rồi bảo vệ tế Việt Nam mà lời bảo vệ Campuchia thì mình sẽ cả bảo toàn cả lò mọi này nên thua tập nòng đằng nắng hay là cả cùng lộp chuyên viên tự đại khăm ấy hãy mục tiêu tập đăng tàu bảo vệ Hà Tây khay này cách prom riêng sân phía tịch long Paris năm 1000 phần bốn mươi cao số mũi mà hãy tập đăng hay cái lòng móc ra thay vì ban lục quân sai nó còn ban thưa anh chăng đuôi hay và cứ tha đăng ở bên hay tổ can tala ca ICJ đồng bay ở bộ sai nó sa crom đại Campuchia chỉ là cái đây đường bờ sa prabhi hay tổ lợi thay nó chỉ là một pon và mua được không sập pí hay còn phải đăng tổ con bờ sa sau này sóc ông ca đăng tổ bờ tây hạ diễn này còn bên đây rất là bao lâu sáng ở ban thôi chẳng chỉ môi nơi bật Việt Nam đây bà đại sai bật chụp kẹt quân Việt Nam á bà chả nóng sông khay khay dương miền bắc là môi tì chả bà môi tiết bà sân chia rất là bao lâu sáng còn thôi chẳng thế nè còn chỉ mới môi tiết cứ trao tại đô miền Nam đây là chụp kẹt quân Việt Nam nó đặt miền Nam đây mình chụp kẹt quân Việt Nam bạn ai bật sai bài hàng bạn miền Tây đó là đô lục quân sang tránh đây chụp kẹt quân Việt Nam nó hay vô miền Nam đây đại mình chụp kẹt quân Việt Nam đôi chia lục xong một xí lục cầm giật khá mà đăng non bật tê bạn ai đọc sai bánh hà nước bạn mà thấy chương trâu vô ở vay để chia mua đồ đọc đồ bảo răng trâu vô cách phương tiện sân phía thì con Paris Nam một con và mua rơi cao sân mũi mà đọc sai bạn ai đọc sai bánh hà nước bạn và sân chia tục mình đọc non đại chụp kẹt quân Duân thôi mà đái con trao tôi trao cho cha chỉ mua dự vái mình thêm chỉ mua dự vái thấy mua tiết nhưng chỉ trong rối trong ẩm piêu và điều tàu Pramac sát nộp đại ព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងហើយបញ្ជូនទៅព្រះអង្គទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយផតរិខានឹងសូមអោយព្រះមហាក្សត្រកុំឡាយផតរិខាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងអសោះហើយលោកអាចព្រះអង្គលោកអាចយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយដែលលោកបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2005មិនព្រមឡាយផតរិខាទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាមកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ផងដែរដើម្បីកុំអោយគេចាឈ្មោះព្រះអង្គ ចូលទៅក្នុងអ្នកក្បត់ជាតិផងដែរជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសភាដែលអនុម័តថ្ងៃនេះហើយសមាជិកសភាដែលអនុម័តនៅថ្ងៃនេះលើកដៃថ្ងៃនេះអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះចំនួន165នឹងខ្លាយទៅជានឹងចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅពេលអនាគតថាជាជួនក្បត់ជាតិដែលបានកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនអរគុណច្រើនអំណាចលើអរពេលក៏ស្លាប់ទៅបាទចាអរគុណច្រើនឯកឧត្តមចាន់ដែលប